Chào tất cả anh chị cô chú, trưa ngày hôm nay bảo tiếp tục báo giá tầm khoảng 10 mẫu có giá tốt anh chị nhá. Rồi anh chị nào vào xem video thì có thể cho bảo xin một like, một đăng ký kênh nha. Rồi trưa ngày hôm nay cũng khá nhiều món hàng mới về cũng có. Đó, hàng chủ yếu là hàng quen thuộc đối với anh chị mình thôi. Rồi đầu tiên bảo sẽ lên một con máy, bảo còn đúng một cây duy nhất anh chị ơi, laser bắn cốt 5 tia xanh của hãng Detong với mã máy á là anh chị mình mua là 0502 anh chị nha. 5 tia xanh 1.360.000. Nếu anh chị nào lấy cây này có một cây thôi anh chị nha, không có cây thứ hai, nguyên thùng bảo hành 1 năm của hãng Detong, đặc biệt nha, hai quả pin luôn, 1.180.000 cho con máy này, giá tốt khủng khiếp không, nhưng mà có một cây thôi. Rồi tiếp theo, máy rửa xe Detong á, bây giờ là anh chị mình thấy á, nâng cấp lên hàng dây 10m, ngày trước nó chỉ có là 7m thôi anh chị ơi. Mẫu này á, mã máy là 2200A, sẽ có chỉnh áp nè, điều áp. Rồi mức giá rất tốt luôn, nâng cấp dây mà giá thành á, bảo thấy là không có gì tốt hơn bây giờ, 1.550.000 anh chị nha. Đó, chỉnh áp đầy đủ, công suất 2200W anh chị nha. Máy Detong thì anh chị biết rồi, máy 100% là dây đồng nha. Rồi tiếp tục thùng, thùng kim loại 3 tầng anh chị ơi, anh chị nào mà mua thùng này á, 350.000, bảo tính 280 thôi, mà ba hộp lớn anh chị nha, đừng máy mài máy khoan, thoải mái luôn, dài nó 50 mà. Đó, cao 18, ngang 18, ba hộp kim loại xài biết khi nào mới hư anh chị ạ. 350, 280 thôi cho buổi trưa ngày hôm nay. Đó, nếu anh chị nào á thích thùng nhựa nè, đó, mẫu viền inox quai kim loại, lớn nhất 20 in, dài 53, cao 20, ngang 22. Đó, đâu, dài 45 nhầm nha. Rồi đựng 4 con máy mài cầm tay, tay dài thoải mái một tấc nha. Rồi 350 anh chị nào mua 300.000 cho buổi trưa ngày hôm nay. Đó, rồi máy cắt sắt trâu anh chị ơi, con này trâu khủng khiếp lắm. Lâu rồi á bảo mới thấy về lại á, công ty hết hàng á, 2800W của hàng Osaka Japan. Đó anh chị mình mua nó nặng gần 17 kg anh chị ơi, xài chốt nhanh này. Mức giá ngày trước là công ty là 1.950.000, trưa ngày hôm nay mới về bán duy nhất một cây thôi, 1.490.000. Anh chị mình mua một con máy mà trâu như này á, to như này nè, khung đế lớn như này, 1.490.000 kiếm không ra. Rồi lưỡi 355 anh chị nha. Đó, cái phần này á thì nó cao lên, đế trâu lắm anh chị à. Bảo bức dây cho anh chị mình xem, khung đế lớn này, có gắt te đẹp này, một cây thôi nha, 1.490.000. Đó, anh chị nào lấy thì chốt cây này, giá là kiếm không ra. Những hãng khác là phải 1.750.000, 1.850.000 mới có được cân nặng cũng như là chất lượng như Osaka nha. Rồi máy quạt pin hãng Bosun anh chị ơi, hai cấp số chỉnh, bảo bán cũng khá nhiều á. Vừa về anh chị ghé cửa hàng này mua nè, cấp 1 nè, cấp 2 nè. Pin bao cho anh chị cô chú mình xài á, 4 tiếng đổ lên anh chị nha. Rồi anh chị nào mua là một pin một sạc, một quả pin phổ thông như này, lồng 22 anh chị nha, kim loại hết. Đó, khung đế là bằng nhựa thôi, thân không, chưa pin sạc, pin phổ thông 220.000. Nguyên pin sạc như này, có thùng như này, 530.000 một bộ nha. Đó, 520, chơi 520 cho nó đẹp luôn anh chị à. Rồi tiếp theo là bơm chìm, xài mẫu này sẽ có hai dòng nha, 12V và 24V. Thì anh chị nào á xài hút xài bằng bình nè, dòng A là phải 10A mới đề ba được con máy này nha. Chưa có cục sạc thì cục chuyển đổi điện á, thì bên bảo bán luôn, một cục như vậy là 200.000 cho anh chị mình chuyển về xài bơm chìm inox này. Đó, xài điện bình 12 24V. Đó, hút nước ở nhà này ngập lụt hoặc là ghe thuyền gì đấy. Rồi, chưa cục sạc chuyển đổi từ điện 220 xuống 12
hoặc là 24 thì anh chị mình á, là mua 450.000 một cây, bảo hành 1 năm anh chị nha, chính hãng Osaka, thương hiệu Nhật luôn. Rồi cục chuyển đổi là tổ ong, nguồn tổ ong anh chị nha. Rồi 200.000. Rồi K3, mã máy K3 của Akiza, mẫu này là đầu đời mới này, 3 chức năng, bảo bán cũng nhiều lắm anh chị mình, nó mua quá trời luôn. 2 quả pin sạc đế này, kèm phụ kiện như này, 730.000 thôi anh chị ơi. Đó, có báo pin hẳn hoi, đầu 10mm, đầu kim loại anh chị nha, mà có 730.000, chính hãng Akiza, rất ngon. Rồi tiếp theo món cuối cùng nha, thân kèn thì bảo còn hình như hai thân á, ngày trước bảo lên nhiều á, mà anh chị cô chú đặt hết rồi. Đó, một thân như này á, là anh chị cô chú mình mua là 350.000 thôi. Có thùng sẵn, chưa pin sạc. Đó, màu 3 đèn, có báo pin đầy đủ như này, pin phổ thông anh chị nha. Rồi, có hộp, có đầu khẩu, có dây đeo, 350.000 cho buổi trưa ngày hôm nay. Rồi, trưa ngày hôm nay thì bảo làm nhiêu đây? Anh chị cô chú nào á, mà cần sản phẩm gì cứ bình luận nha, bảo có lên ngay cho anh chị mình trong ngày mai luôn cũng nên. Rồi đừng quên là đăng ký kênh của Bảo nhá, Bảo sẽ cập nhật video hàng ngày mỗi ngày cho anh chị cô chú anh em mình xem. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị cô chú mình, nhớ đăng ký kênh nha, Bảo lên là nhận thông báo ngay luôn. Rồi Bảo xin chào tất cả anh chị cô chú.